về quê cái đường như kiểu là nó nhỏ xíu xíu rồi các bạn đó, thấy chưa, nó đi toàn hẻm hẻm nhỏ nhỏ không à, đâu không đây nguyên cái cua luôn nè, mấy không rồi quẹo cua đó. Ủa, lại cái cua nữa, ôi rồi vãi nồi luôn không đó. Lâu lâu rồi đưa cán bộ cấp cao đi về, các bạn thấy là gì, mỗi lần mà về quê mà thấy xe đen mà còn biển số xanh nữa thì thôi là quá dữ rồi các bạn đấy. Mà còn thêm combo mở thêm đèn chớp chớp gì nữa thì là ai mà dám mà chạy qua. Ơ kìa, mới bảo luôn, ai dám chạy qua, quỷ đó nó chạy qua mình luôn các bạn. Vãi nồi chim én tung bay. Nhưng mà đâu đó là như mình chuẩn bị tới nơi rồi. Ê, trời ơi, cái gì vậy? What the hell? Trời ơi, xe cán bộ sắp tới nơi rồi, làm gì mà đụng một phát rồi là lật xe bà đó luôn rồi. Trời ơi. Hey, ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là Nguyễn Quý Gamer đây. Yeah. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với cái tựa game ETS2 nha các bạn. Và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu đến tất cả các bạn một trong những cái dòng xe gọi là xe hơi các bạn, xe ô tô hay còn gọi là xe con nữa đấy. Đó. Thì đến từ thương hiệu Toyota. Đấy, nếu các bạn nào mà ở Việt Nam mà gọi là fan của Toyota thì các bạn nhìn sẽ biết ngay đây là cái dòng xe Toyota gì ta gọi là sao ta? Atlantis gì đấy. Ui. Đã biết đọc sao luôn. Nhưng mà cái con này các bạn ở nước ngoài thì nó gọi là cái tên nó là ghi là trời đấy, tôi xuống xe tôi cho mấy ông coi cho nó dễ. Khổ thằng thì chứ. Đây. Nước ngoài nó sẽ gọi là Corolla các bạn. Hả? Nhưng mà thật ra là con Corolla này với con Atlantis kia thì nó cũng là một dòng đấy các bạn. Hả? Thì nếu mà bạn nào thích gọi Corolla gọi tên Atlantis kia thì gọi nha. Nhưng mà nói chung là nó là một dòng đấy. Và con này nó là đời mới luôn, đời nó là con này là như là đời 2020 các bạn. Đó, xịn chưa. Đó, hồi trước đây thì nó cũng có một con nhưng mà nó đời cũ, hình như là đời 2018. Nhưng mà con này nó đã ra mắt và nó là đời 2020 là các bạn đó. Nên là nhìn nó sẽ có những cái đặc điểm kiểu nhìn nó hiện đại hơn các bạn. À, nhưng mà hiện đại coi chừng hại điện rồi nha. Đó, thì các bạn xem một vòng phía trước nè. Đó, nhìn cái ca lăng phía trước nhìn khá là ngầu luôn các bạn. Và đặc biệt hai bên nó còn có thêm một cái như kiểu là chữ cờ nè, đó, hai bên nữa không, cái dãy chrome nè, đó, khá là đẹp luôn, đó, và đặc biệt các bạn bây giờ có thấy gì không, biển số xanh mấy ông, xe màu đen nữa mấy ông, ghê chưa, các bạn biết gì không, tài xế Nguyễn Quý Gamer bữa nay là chở cán bộ cấp cao đi về quê gọi là công tác nha các bạn, dữ chưa, đâu phải xe bình thường, xe chở cán bộ cấp cao nữa các bạn, và các bạn nhìn nè, đâu phải là xe như vậy không mà nhìn này nghe không. Đây. Đấy, các bạn thấy xe đỉnh của chớp chưa? Có đèn chớp nhá các thứ nè. Nhưng mà không những là như vậy các bạn, ra phía sau nè. Ồ. Dữ chưa? Xe của cán bộ mà các bạn, nó phải đơn giản các bạn. Ừ. Đó, còn đây là phía trong nha các bạn, nội thất nè. À, vô lăng của Toyota là nói chung nội thất của Toyota nào giờ nó cứ theo cái tiêu chuẩn đó gọi là đơn giản. À, đây là màn hình, thì màn hình này hình như là nó cũng hiển thị GPS đồ các thứ đấy. À, phía sau vô lăng thì các bạn thấy nó có một cái táp lô hiển thị đâu đó là tốc độ km trên giờ, rồi xăng dầu rồi ta. Xăng dầu nằm đâu trời, coi xăng dầu tôi không biết coi thì cái ô nào. À đây đây, như là ở trên nè xăng dầu ở trên nè, còn cái kim ở dưới là cái kim gọi là cái gì ta, nhiệt độ của nước máy rồi các thứ ấy. Còn bên này là tua máy thôi, bên trái nè. Đó. Nó nút bấm cửa rồi đóng kiến đồ các thứ hiện đại. Ui, con này có chế độ không phải, cái này là hai cái lẫy để mở cái nắp capo phía trước và một cái lẫy để mở cái bình xăng phía sau mấy không? Đó, còn đây là hộp số thì con này xài hộp số tự động. Đó, mặc dù xe xài hộp số tự động nhưng mà tôi lại chơi số sàn. Ê, đam mê số sàn mà. Con này là có thắng tay tự động nè, rồi thắng tay chế độ hâu nữa nè. Chứ đâu hâu tức là làm sao để tí mình tôi chạy tôi nói cho mấy em nghe. Này là chỉnh máy lạnh rồi các thứ thôi. Con này như là hai dàn lạnh độc lập hay sao ấy. Phía sau nè các bạn, ghế nè.
Đó, thật ra thì bữa nay mình chạy kiểu mình nên thôi, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng ra, nói uầy bữa nay Nguyễn Quý Gamer nó sẽ chở cán bộ cấp cao nha các bạn. Mặc dù là chả qua trên xe cả, nhưng mà các bạn cứ tưởng tượng ra chạy đi. Mình sẽ đưa cán bộ cấp cao đi về quê nha các bạn. Đi về đường vùng quê để cho cán bộ người ta đi công tác các thứ. Này cho các bạn xem một vòng phía sau nè. Ở phía sau nhìn thiết kế cũng đơn giản ha. Ồ, phía sau đơn giản vải trưởng. Rồi, chỉ có vậy thôi, rồi phía sau đít nè. Con này thì bình xăng nó nằm bên này nha các bạn. Nó nằm bên tài. Đó, thường các dòng xe của Nhật, của Hàn rồi này nọ, đa số bình xăng nằm bên tài thôi các bạn. Đó. À, chỉ có vậy thôi, mâm xe nè. Con này độ được đâu đó là ba loại mâm khác nhau rồi nha các bạn. Và đặc biệt gắn được cái còi hú trên này nữa nè. Nhưng mà mình không có gắn các bạn. Xe gọi là cán bộ cấp cao chứ không phải xe chuyên dụng đâu, đúng không? Phải xe công an cảnh sát kìa. Rồi thôi các bạn, không để các bạn chờ lâu nữa, chúng ta chuẩn bị chuyến hành trình đi thôi nào. Giờ đề máy lên nào. Đây đề máy lên nha. Đây. Quá, quá dữ. Rồi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Rồi, đây là cái màn hình GPS luôn nha các bạn. Rồi, rời khỏi văn phòng của chúng ta đi nha. Cái này ra quẹo phải không ta? Đúng rồi. Cái map này rất là đỉnh cao các bạn, nhưng mà nó tiếc một cái là nó lại tay lái nghịch nên hơi tiếc. Còn tất cả các bản đồ bữa nay mình trải nghiệm hay là cái chiếc xe mình trải nghiệm thì các bạn có thể là tải hoàn toàn miễn phí trên cái trang web đó là taimod.com. Trên này sẽ có rất là nhiều các bản mod miễn phí cho các bạn tha hồ lên mà tìm kiếm và trải nghiệm các thứ luôn. Còn riêng cái bản xe này thì các bạn cứ lên tìm cái con Toyota Corolla này thì các bạn sẽ ra cái bản mod nha. Và đặc biệt cái bản map này luôn, mình để tên đây luôn các bạn. Đó, lên web và tìm. Còn bây giờ tôi đi lẹ lẹ, đưa cán bộ cấp cao đi về quê mà mấy ông, chứ đâu phải đi chơi đâu, đi phải là tấp hành. Ủa, rồi. Hình như tới đây là mình quẹo phải hả ta? Quẹo phải này, đường này nó như kiểu đường tắt hay sao á, trời đất ơi. Giờ vô đường đất đó mấy ông. Ghê vậy. Mà cái âm thanh hình như nó hơi nhỏ ấy các bạn. Để mình nâng cái tiếng âm thanh lên tí coi. Nghe cho nó lớn lớn lên cái gì đâu mà nghe tiếng âm thanh nó nhỏ xíu xíu. Rồi. Điểm ra coi. Đấy, phải nghe tiếng được tiếng xe vậy chứ. Chạy xe mà không nghe tiếng xe đâu phải chạy xe điện đâu mấy ông. Lâu lâu chạy xe con về khác hẳn các bạn. Chứ sao các bạn biết không? Chạy dễ tắt máy phải chưa? À, các bạn thấy là mình chở cái một cấp cao, mình đem theo nguyên vali luôn nha các bạn. À, đi tới đâu ngủ tới đó. Những chiếc xe mà kiểu biển số xanh này phải gọi là chạy rất là đỉnh các bạn. À, chạy kiểu là chở cán bộ đi công tác rồi này nọ mà các bạn, nên là chạy sẽ nhanh rồi vượt các thứ rồi đó. Trời ơi, quên hú hồn số ghi mấy anh chạy quên đang đi ta lấy nghịch. Xe biển số xanh nói chung xử lý tình huống là rất là đỉnh cao các bạn. Và đặc biệt chạy trên đường cũng sẽ chạy nhanh cho các cán bộ chúng ta đi công tác rồi sớm nhất các thứ. Ê ờ nó lại tắt máy. Trời lãng quạng là tắt máy các bạn đó, khổ thân lắm luôn. Đây là mình phải mở đèn ưu tiên lên chứ các bạn. Đó, như gì nó mới đỉnh của chớp. Giữ chưa, giữ chưa, chớp đồ. Nó thắt mình thấy cái đèn chớp không ta? Nội thất thì không thấy cái đèn chớp. Thiết kế cũng hợp lý. Đèn chớp mặc dù ở ngoài nhìn nó sẽ chói mắt, nhưng mà trong nội thất lại không có bị chói mắt. Ê, đoạn cái đường gì thấy ghê vậy mấy ông. Sao tôi đi kiểu tôi thấy càng ngày tôi vô như tôi đi như kiểu là đi đường gừng vậy đấy. Đường này có đi được về tới quê không mà tôi thấy cái đường đi mà lạ lùng vậy trời. Trời ơi, hình như bên phải mình là vực thẳm đó nè mấy ông. Ôi đúng bà đây vô. Thôi ôi, thấy ghê chưa. Nhưng mà được cái là mình đang đi ở cái mép phía trong nên nó cũng đỡ nguy hiểm. Nhưng mà mấy cha nội trong này chạy nhanh dữ vậy. Ủa cái gì nữa vậy trời. Thôi rồi sếp ơi, bây giờ đi qua cái cầu gì nữa đây trời. Cầu bằng gỗ mấy ông ơi. Oh my god. Từ nghe cái cầu này đi qua làm sao được đây.
Ê, mình bị kẹt cái gì ta? Ôi, mình thấy rồi, mình đang bị kẹt, mình lúng sình bà nó rồi. Để tôi lùi lại cái nha mấy ông. Ok, lùi lại coi. Ơ? What the hell, lúng sình không lùi lại không được luôn à. Rồi, được rồi nè. Khổ thằng này chứ. Đi đường nha mà nó khó khăn như vậy. Ây da. Ôi, ôi, ôi. Cầu gì mình lủng nguyên cái lỗ vậy trời. Oh my god luôn. Để tôi bay qua cái đoạn này coi. Cái đoạn này nó như thế nào đâu ấy. Rồi bây giờ là coi như là tôi đã lên cầu rồi nha mấy ông. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi cầu. Rồi. Giọt thôi. Chiếc xe tải nó thấy mình đi lâu quá nó qua mặt mình luôn các bạn. Ê ê ê. Cái cầu mà nhiều đoạn nó lủng lỗ gì mà lỗ nào lỗ nấy như ổ dâu vậy trời ơi. Rồi thôi xong rồi bà cái gì nữa rồi. Rồi vậy đụng cái thanh gỗ. Ui cái cầu này xe mình nó gầm thấp nó hơi khó đi các bạn à. Căng vậy. Để tôi vô trong này tôi lái coi. Trong này nó còn khó thấy hơn nữa mấy ông. Rồi kìa lọt mẹ cái bánh phía sau rồi. Ê ui 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 trời ơi. Rồi cái này mình chở cán bộ đi còn hơn là mình cưỡi ngựa nữa các bạn. Thôi vậy rồi thôi xong rồi. Đoạn này là gì sao đi qua được với ông? What the hell luôn ấy. Để tôi lui đây đó coi. Bây giờ mình chạy vô giữa thì nó đi ngon không ta? Chạy hai bên như mày khó quá. Phải vô giữa chạy vô luôn nè. Đó. À vô giữa thấy chạy còn tỉnh bảo vô giữa chạy ngon lắm. Chạy tới đây rớt mẹ nữa rồi lúng nữa rồi. Hành trình đi khá là gian nan nha các bạn ơi. Để tôi bài xích lên đây tí rồi. Bóp kèn cái gì mà bóp kèn anh trai. Ai cũng bị dính như nhau mà. Rồi ok. Trời ơi rồi thôi xong nữa rồi. Các bạn thấy cái khúc cây này tự nhiên đưa lên chi vô nó cao dữ thần thiên địa vậy. Rồi đi qua cái cầu này là cả một cái vấn đề đấy mấy ông à. Không phải đơn giản đâu. Nó bây giờ lui cũng không xong nữa nè. Đó. Rồi nhóng lên nha. Để tôi lách qua cái cây này nè. Đó. Thấy chưa? Đỉnh của chớp chưa? Rồi, ôi tôi thấy xa xa phía trước có mấy cái cây nó nhô nhô lên nữa kìa mấy không? Để tôi lách qua. Đó. Ê, đừng có lọt bánh nha mấy cha. Gần qua tới bên kia rồi đi. Giờ này lọt bánh cái qua không được nữa, xỉu tại chỗ luôn. Ok. Cuối cùng thời gian gọi là dài dằng dẳng nãy giờ cuối cùng chúng ta cũng qua được cái cầu. Phải trưởng được chứ. Ai mà làm mấy cầu gì mà vải đạn thì chứ. Vài bữa cán bộ về báo cho lực lượng đến kiểm tra cái cầu này nha. Cái cầu gì mà đi khổ khăn này chứ. Cái này nếu mà trường hợp mà mấy cái chiếc xe mà gọi là gầm cao á mấy không. Đi bao ngon luôn. Nhưng mà xe mình nó sẽ hơi. Xe hơi thì gầm nó thấp. Đi ba cái cầu này riết về chắc banh gầm xe hết trơn. Ê ê ê trời. Đường gì nó mới nghiêng dữ trời. Cái này là một cái đường núi nha các bạn. Và kiểu là cái đường này nó như là hiện tại nó còn đường mòn thôi. Tức là nó cũng chưa được xây dựng thành đường lộ bình thường. Nên là nó gọi là đường mòn các bạn. Mà đường mòn này các bạn thấy đi đi kiểu là đúng gọi là đường đất luôn. Ba hồi đi lên xong cái hồi ba hồi đi xuống. Đó, nó bây giờ đi lên nè. Nó cái ba hồi sẵn xuống nè. Nó cái ba hồi đi lên đây nè. Nó sẵn xuống. Thấy chứ. Đường cũng không được bằng phẳng nữa các bạn. Sau này thì khả năng cái đường này nó sẽ được sửa sang lại các thứ nha. Ngủ gì vậy mấy cha. Tự nhiên cái đứng đứng ở đó kìa các bạn. Ngắm cảnh. Ờ chắc ngắm cảnh. Cảnh chắc đẹp lắm à. Thấy gì mà đường này cũng đông xe chứ các bạn. Đâu ít đâu. Đông xe vải trưởng. Trời ơi mấy cua này. Ê ê ê. Cua gắt vậy. Rồi. Ok. Cái cua hơi bị gắt luôn các bạn. Các bạn nhìn GPS nè. Hó. Ê ê. Trời ơi. Dám bài bà nó xuống đây rồi các bạn. Mình lạng quạng là bay xuống vực thẳm như chơi đấy. Nè cái này nó nghiêng nữa nè các bạn thấy không. Đó. Nó đường như là đi là chết luôn rồi bạn. Chưa tính là kiểu là đường đất đó mấy ông.
đi bụi vãi nồi, đi xong về rửa xe thấy bà luôn. Rồi thôi tắt đèn đi, tính mở đèn lên cho nó oai nghiêm một các thứ rồi vô đây đi, còn hơn là đi một cực hình nữa các bạn. Biết gì nãy đi đường cũ được rồi, bài đặt nghe theo chị Google, đi đường mới gì chị Google dẫn đi đâu, đi vô đường đắt đường gì trong này. Ờ cái gì nó gọi, cái gì nó gọi, ê ê trời ơi cái gì vậy, trời ơi đường bị gồ ghề nữa mấy ông. Đường cũng không được bằng phẳng để đi cho nó ngon lành. Trời trời lắc rồi trời ơi. Ê ê trời ơi các bạn thấy đường đi nguy hiểm không, hơn cởi ngựa nữa mấy ông. Bình thường kiểu mình đi đường nhựa các bạn là mình gặp ổ gà này nọ rồi mình sợ, mình bảo là ui và cái ổ gà này chạy nó nhồi rồi các thứ, đi nó khó chịu các kiểu. Nhưng mà các bạn đâu có biết đi đường đất này nó còn dữ hơn bao nhiêu lần đâu các bạn. Ê thằng điên này đâu qua mặt mình vậy, sao qua được, sao dám vượt xe của cán bộ cấp cao được, chạy phía sau đi, đừng có vượt, vượt tao quánh chết. Rồi ok, ê vô đường nhựa lên rồi nè mấy ông. Ui trời ơi ngon lành mấy ông ơi. Nó thấy chưa, vô đây là đi khác hẳn liền các bạn, khác biệt. Thì thật ra là cái đầu đường hồi nãy các bạn nhớ cái ngã ba đầu đường hồi nãy không, nó sẽ nối tới cái đoạn đường nhựa này và nguyên cái đoạn đường núi đó, sau này nó sẽ được làm thành đường nhựa như vậy và cũng như là làm gào chắn các thứ. Đi đường núi mà đi kiểu đó sợ vãi chưởng. Con này thì nói chung là tốc độ mình thấy cũng ok đó các bạn à. Nhưng mà hiện tại cái đường này mình không dám test tốc độ nhanh quá, nhưng mà mình đạp sơ sơ cũng lên trăm mấy rồi nè. Đó, test mà nhanh quá là các bạn thấy kế bên có cái sông không? Đó, lạng quạng là bay xuống tắm sông luôn đi. Ê đâm xe quá. Ui nè, bây giờ là các bạn thấy là xe mình đang lên được 120 rồi nhá. Ui xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa, nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Yeah. Full cái bản này là các bạn thấy được 240 kìa đó. Nên là lạng quạng có chân đạp lên được 240 luôn ấy. Ôi ôi xe thứ dữ các bạn. Vậy bảo sao mà xe mà không tiết kiệm nhiên liệu, chạy cho cố vô rồi bảo sao không tiết kiệm nhiên liệu. Ôi ôi trời ơi. Nghe cái dốc tôi tưởng tôi bay luôn rồi chứ. Cái gì nó gọi đây, cái cầu à. Rồi đây là một cái cầu các bạn. Ờ các bạn thấy thì cái trong cái đoạn này thì ở bên mé cái bờ kè bên kia nó đang được xây dựng một cái bờ kè khá là vững chắc các bạn. Khả năng là bên đó có nguy cơ sạt lở hay là sao ấy. Nè, hai bên là nó xây hàng rào bờ kè các thứ nè. Ây da, trời ơi. Oh my god luôn. Này thì xem bờ kè. Đụng luôn cái chiếc xe khách người ta. Từ anh trai, từ anh trai, để em quay đầu xe cái. Khổ thân. Rồi chúc anh trai thượng lộ bình an, khổ thân thiệt chứ. Để tôi ghé tôi đổ miếng xăng rồi mấy ông, chứ sợ mà kiểu là về tới quê các bạn, đi đường quê ấy lâu lâu mới có cây xăng, khổ thân lắm. Rồi ok, tắt máy rồi đổ đầy bình. Hiện tại là các bạn thấy cây xăng của mình nó tắt mẹ rồi, không xem được. Mình đổ xong mình mới đề máy là mình xem được các bạn. Đây đề máy nè, cho đầy lên nè. Đó, cái xăng là cái kim ở trên bên phải đấy. Rồi đi thôi, let's go.
để nhanh ngang ngang để coi có xe không. Rồi không có xe, rồi qua luôn. Gì đây, gì đây, mọi người tập trung đây đông dữ vậy, có xe ôm gì các thứ nữa kìa. Để mình tránh thủ qua mặt mấy thanh niên này cái đã. Ê ê rồi ơi, của mấy cha này lách rồi mình ném không kịp luôn, phải không? À, phía trước là đâu đó là như là bốn xe đúng không? Rồi để mình sẽ vượt qua luôn. À, không phải bốn xe đâu mấy ông ơi, một nùi luôn ấy. Rồi rồi, tấp vô cho cán bộ cấp cao đi coi. Đấy, thấy biển số xanh thì thôi tấp vô đi để mình mở thêm đèn ưu tiên nữa nè. Ê ê, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, rồi thôi xong bà nữa rồi. Này thì cán bộ cấp cao. Quỷ xe đỏ nó lách qua một cái hung thêm rồi là chiếc xe đầu kéo này rồi, giờ bay mẹ xuống đây luôn rồi. Để coi lùi lên có được không nữa đây nè. Ờ hên quá các bạn ơi. Trời ơi, tưởng đâu là dính cái đầu ở dưới đó luôn rồi. Khổ thân rồi, có sao không chị gái ơi. Ôi ơi, thằng bà con gái mà lái xe đầu kéo nữa mới ghê chứ. Rồi thôi, tiếp tục hành trình thôi. Cuối cùng thì mình cũng qua được mặt mấy thanh niên đó rồi. Tưởng nó là bò sau lưng đít chứ. Hiện tại thì mình đang ở trên đường quốc lộ các bạn. Đấy, đường khá là to, khá là bự luôn ấy. Nhưng mà nghe nói đâu là một tí là mình sẽ đi vô đường nhỏ các bạn. Tại cái này là như kiểu là mấy cái địa phương mà ở trong xã, trong ấp đồ ấy. Nên là về tới đây là còn quẹo vô trong một cái đường nhỏ nữa. Không biết khúc nào tạo cái gì mà đi đường quốc lộ mà toàn ổ gà không nè. Đó, chạy bà ơi, nhòi cà cụp rồi. Khổ thân. Ý, đây. Rồi mình thấy rồi các bạn, đây nè. Đó. Chuẩn bị quẹo trái vô nè, để tôi nhanh vô cái coi. Từ anh chạy cho em qua cái. Ê, cảm ơn, tôi tạc đầu cán bộ cấp cao à. Đi cái đường như đó mà quốc lộ gì mà ổ gà không. Rồi, xe ôm nó đón sẵn ở đầu đường rồi các bạn thấy không? Đó, thường ví dụ như mấy cái xe khách hay là mấy xe mà người ta đi đường xa về nhà ấy thì đôi khi là đi vô đường nhỏ này người ta đi không được. Nên là người ta muốn về quê là người ta ghé đầu đường nữa thôi các bạn. Rồi sau đó là người ta mới kiếm xe đi về quê tiếp tục. Thì đa số là đi xe ôm. Đấy, nên là mấy cha nội xe ôm nó đón ở đầu đường nó lẹ phải nồi không? Xong tắt đèn vô đây mở đèn chớp chớp nữa ai nào mà coi. Cho mày đường quê mà mấy ông, nhỏ thấy chưa, đường đúng kiểu nhỏ xíu luôn mấy ông. Đây, cua nữa nè. Đó, về ngay ủy ban xã luôn nha. Ồ này, mấy căn nhà ở quê nè các bạn thấy chưa. Đó, cây chuối đồ đó nè. Quá trời khung cảnh này, giống ở quê luôn các bạn. À, đường khá là nhỏ luôn nha các bạn. À, mỗi nhà mỗi hàng rào. Trời ơi, nhà này chơi nguyên cái hàng rào màu vàng luôn phải không? Nổi nhất sớm. Đây là cái gì đây? Ồ, chỗ này như là bán trái cây rồi sao các bạn? Như này như kiểu là siêu thị đồ nữa nè. Ủa, từ, cái này đi thẳng phải không? Rồi, ok. Thẳng phải không ạ? Vô đây nó có thêm ngã ba, ngã tư đồ đi, hồi sợ lộn đường. Nó lặn lâu lâu cái lách vô coi bản đồ một cái. Vẫn tin lời chị Google các bạn. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ đi sâu vào trong luôn nha các bạn ơi. Trong này là các bạn thấy nhà nó kiểu khinh khít nhau luôn. Nhưng mà nó ít xe ha. Đó, thôi ít xe cái mình chạy lên bên này đi cho nó nhìn cho nó giống đường ở Việt Nam mình các bạn. Đó. Về quê cái đường như kiểu là nó nhỏ xíu rồi các bạn. Đó, thấy chưa? Nó đi toàn hẻm nhỏ không à. Được không? Đây nguyên cái cua luôn nè mấy ông. Ôi, quẹo cua. Đó, ủa lại cái cua nữa. Ôi giời. Vãi nồi luôn không? Đó, lâu lâu rồi đưa cán bộ cấp cao đi về các bạn thấy là gì, mỗi lần mà về quê mà thấy xe đen mà còn biển số xanh nữa thì thôi là quá dữ rồi các bạn. Đấy, mà còn thêm combo mở thêm đèn chớp về nữa thì là ai mà dám mà chạy qua. Ơ kìa, mới bảo luôn ai dám chạy qua, quỷ đó nó chạy qua mình luôn các bạn. Vậy nồi chim én tung bay. Ô cãi nó đi. Mình bây giờ ủa từ đây tới đó là còn bao xa nữa ta, để mình coi cái GPS cái này.
À, vô đó nó cũng còn đó khoảng 7 cây mấy nữa các bạn. Đi đường nhỏ này mà về tới đó thì thật ra là nó gần, nhưng mà lại đi đường nhỏ thì nó lại chạy chậm. Thường ba cái đường ở quê này đôi khi nó cho chạy có 50 km/h rồi các bạn, nên nó không có chạy nhanh được. Mà thường mấy cái đường mà ở quê các bạn, mà đặc biệt là mấy cái đường mà nó giới hạn tốc độ 50 rồi, hoặc là vào khu kiểu đông dân cư này như vậy nè, là cảnh sát giao thông nó hay bắn tốc độ lắm nha. Gặp biển số xanh đâu phải là nó không không bắn đâu các bạn, bắn hơn đi. Ui ui ui. Ê, hey, hello anh trai. Lâu lâu qua ké đường bên kia một tí mà, gọi đi đi. Đó, đây là lại thêm một cái cua nữa các bạn. Chỗ này cũng khá là nhiều cua ha. Rồi, đây có một cái ngã ba nè các bạn, không biết đi đâu nữa. Này quẹo qua. Quẹo trái hả? Rồi qua đây các bạn. À. Rồi lại tiếp tục quẹo nữa. Đó, đi càng vào sâu thì cái đường nó sẽ gọi là kiểu là các bạn thấy là nó sẽ nó nhỏ hơn so với mấy cái đường ở ngoài các bạn. Rồi. Ui cái gì vậy? Ê, như chỗ này nó có chỗ bơm xe, giá xe rồi luôn nè mấy không? Nè thấy không? Đó, để nguyên cái máy bơm phía trước rồi nè. Đó, giữ chưa? Đó, bơm xe, vá xe. Đó mà gặp mà mấy cái chỗ đó đa số là có chừng gặp kiểu đinh tặc rồi mấy không? Như kiểu là mấy đàn ông mà gãy đinh rồi đó, nó sợ lắm, sợ. Không biết nãy giờ có cán đinh không nữa đây. Đó, bây giờ là vô đường nó nhỏ hơn rồi các bạn thấy không? Nhà cửa trong này nó khinh khít nhau hơn rồi đấy. Rồi. Nó vô đây kiểu cây cối đúng kiểu làng quê luôn nè. Cây bắt đầu nhiều rồi đấy. Rồi sao mấy này nó cứ vượt mình hoài thế nhờ. Không biết gọi là cán bộ cấp cao đi cái gì đâu mà nó muốn gặp mình, nó vượt được các bạn. Đa số là xe biển số xanh là phải vượt xe khác rồi, này nó còn vượt ngược lên mình nữa. Đường quê. Các bạn thấy là đường quê bữa nay khá là đẹp luôn không? Đó, bên này ôi trời, bên này bán gà đồ các thứ nè. Gà mà mua cho mấy sếp nhậu thì thôi đúng bài luôn các bạn. Đó, về quê mà mua xe, mua đồ nhậu là đỉnh của chớp luôn. Không có gì bằng gọi là đồ đồng các bạn. Cái gì anh trai tính vượt hả vậy? Không có được. Làm sao mà được? Lại cua nữa nè. Rồi ôm cua. Lại cua nữa các bạn, trời ơi. Trên này gọi là cua, hai cua luôn, cho nó đều hay sao ấy. Nè chỗ này cũng bán gà nè các bạn. À. Quê thường thì gà nhiều lắm, người ta nuôi gà để người ta bán này nọ, hoặc là người ta nuôi gà người ta ăn đồ các kiểu ấy. Rồi, cái chuối này gì mà bự vậy? Mắt định hay cái chuối cũng lồ à. Các bạn nhìn cái chuối nó to kìa. Oh my god luôn ấy. Này nữa nè. Rồi. Về đây như kiểu là về kinh chuối vậy mấy không? Cái chuối nào, cái chuối đó chà bá lửa đi. Ui, xem clip của tôi nãy giờ mà đã ấn cho tôi xin một like chưa? Nếu mà chưa thì hãy xuống phía dưới cho tôi xin một like nha. À, và đừng quên ấn nút đăng ký nữa các bạn, cái nút đăng ký màu đỏ đó, ấn vào để ủng hộ cho mình nha các bạn. Và có một cái chuông kế bên nữa, các bạn hãy ấn vào cái chuông đó để nhận được những thông báo video mới nhất của mình. Còn bây giờ coi clip tiếp thôi. Ở có siêu thị nè, có siêu thị mini ở đây nha. Như vậy tính ra các bạn nói đường quê nọ đồ nó hẻo lánh hay là nó không có phát triển, nhưng thật ra cũng đầy đủ tiện nghi hết đó các bạn. Đâu thiếu gì đâu. Đôi khi như kiểu ở trên thành phố ấy, không có tiền thì chúng ta không mua được đồ ăn đúng không? Nhưng mà ở quê thì không các bạn.
ở quê đôi khi không có tiền lại ra ngoài đồng đó các bạn, đủ thứ đồ để ăn hết, rau cỏ hay là gà vịt đục các thứ, nói chung nhiều cái để chúng ta có thể là làm lương thực để ăn lắm. Nhưng mà đâu đó là như mình chuẩn bị tới nơi rồi. Ê trời ơi, cái gì vậy? What the hell? Trời ơi, xe cán bộ sắp tới nơi rồi, làm gì mà đụng một phát rồi là lật xe bà đó luôn rồi. Trời ơi, gặp biển số xanh mà nó chạy như đúng rồi, các bạn nó phá quất mình một phát rồi là lật xe luôn biết không? Ngủ lần xuống đàn xe đi. Thầy ơi, thôi ra chạy luôn kìa, chạy luôn kìa. Đó, chạy luôn. Rồi quất mình phát xong chạy luôn các bạn, khổ thăng. Thôi đi, không chấp nhất các bạn. Rồi lật xe lên chạy tiếp. Trời ơi, đi về quê đâu phải đơn giản rồi mấy không? Khổ thăng. Nãy gì vậy? Ờ, cái trụ điện á, cái trụ điện nè các bạn. Ngoài đây có một cái bờ hồ khá là đẹp luôn nè các bạn. Cái này mà nuôi cá là thôi đúng bài luôn các bạn. Rồi cái chỗ mà mình sẽ đến nó sẽ nằm ở đâu khu này nè các bạn. Nhưng mà xe mình sẽ gửi ở trong cái xăng này. Đây, cái này có cái xăng nè, để mình vào. Rồi, ok. Ngoài có nhiều người đến rồi nè các bạn. Rồi, mình vô đây mình đậu luôn. Còn chỗ trống à? À, ai còn lỗ nè. Sao mà đậu toàn quay đầu vô không vậy? Tao quay đít vô đi. Người ta ra cho nó dễ. Thường mà đậu xe là mình thường là thói quen mình sẽ quay đít vô các bạn. Tại vì lúc mà mình đi đến ấy thì mình không có gấp. Nhưng mà đôi khi mà mình đi ra mình lại gấp, thường là mình nên quay đầu ra là hợp lý rồi các bạn. Còn bây giờ thôi tắt máy đi, kéo đất tay luôn nè, rồi tắt máy. Ok các bạn, và như vậy là ngày hôm nay mình với các bạn đã cùng nhau trải nghiệm được một cái chuyến hành trình với cái con xe xe hơi đến từ thương hiệu Toyota, mang tên là Toyota, gọi là Corolla các bạn. Atlantis gì đây, khó đọc quá chứ. Nhưng mà nói chung nó là cái con đời mới 2020. À, nên là bạn nào gọi là thấy video của mình hay thì đừng quên để lại cho mình xin một like cũng như là đăng ký để ủng hộ cho kênh của mình. Còn là gọi là riêng bạn nào nha mà đam mê hoặc là thích thú với chiếc xe này hay là cái bản đồ này mà các bạn muốn chơi giống mình, thì các bạn có thể là lên ngay cái trang web đó là taimod.com. Trên này các bạn có thể là tải những cái bản mod này hoàn toàn miễn phí luôn nha các bạn. Không riêng bản mod này các bạn, cho nó còn rất là nhiều những cái mod hay ho để các bạn tải về chơi cho nó đã, nó sướng, và đặc biệt đó không tốn tiền đấy. Và đặc biệt hơn nữa là muốn tải cái chiếc này thì các bạn nhớ lên web rồi tìm kiếm cái tên này nha. Đây, Toyota Corolla các thứ nè, Atlantis gì các thứ nè. Đó, còn riêng cái bản đồ này thì mình cũng để tên đây luôn. Đó, có tên các thứ rồi đấy. Lên copy cái tên này lên trên web mà tìm kiếm, nó sẽ ra cái chiếc xe nha. Còn bây giờ tôi kết thúc video tại đây đây. Bạn nào chưa ấn đăng ký cho kênh tôi thì nhớ đăng ký đi. Còn chưa ấn like cho cái video này thì ấn like cho tôi nha. Kết thúc đây. Bye bye, see you again. Yeah.